Rồi sáng đi qua bên kia gặp cái cô, cái cô mà đẻ con vô chùa tu, ẵm bé mà mặt khờ khờ, bởi vì mấy cô mà đi tu là thấy đặc biệt ghê. Ở ngoài đời bị người ta bỏ, xong rồi đẻ con khổ quá không biết nương tựa vào đâu, mặt bơ bơ, mặt khờ khờ. Cô Hải dẫn đến này. Xong nhà Đức quay qua nhà Đức nói vậy nè: cô ở trong chùa dù tâm trạng cô buồn cái gì nhưng cô nên cởi mở ra đi. Con người mà sống mà nặng nề sống chi cốt, bỏ cũng bỏ rồi, bây giờ có người vớt giùm mà, thì nên cảm thấy mình hạnh phúc đi. Chứ cô, những Đức thấy cô mà nặng nề kiểu này, con cô tội nghiệp nó. Còn người ta thương con mình nên mừng nghe chưa, chứ đừng có người ta đụng tới con mình cái mình không vừa bụng, hết phước, nghe không? Nói một câu vậy thôi mà biết nghe đặc biệt quá. Có hai đứa bé nhỏ ở ngoài Phú Yên, nó vô chùa nó tu, mà cấp hòa thượng về quê là nó vô nó tu tội nghiệp. Bởi vì con nít những Đức dạy nè: nghèo cho sạch, rách cho thơm, đi đâu cũng siêng năng, cằn cù. Hai đứa bé này nó đi học nó cũng giỏi lắm. Gái, đứa 16 tuổi, đứa 14 tuổi mà bự lắm. Mà ở nhà nó đi học, rồi rảnh nó đi cắt cỏ bò, đi chăn bò, đen thui à, tội nghiệp lắm. Mà nó vô chùa nó siêng năng, nó làm, nó tỉ mỉ. Con người ta nhà nghèo rõ ràng chứ, nó làm cùng với kêu cô Liên Thánh mà nó tỉ mỉ, đừng có nói nữa. Mà nó im re, nó không bao giờ mà nó hơn thua gì, nó lách chách len keng gì với ai. Gái không có chạy giỡn, lách chách len keng. Con người ta nhà nghèo đầm tính sao được dạy. Nghe nói đi học còn rảnh đi cắt cỏ bò, nhịn gái mà tay chân thô bự, mà làm giỏi dữ lắm luôn à, làm rất giỏi. Nhưng Đức nói con hai nhỏ này mà nó vô chùa tu rồi nó phụ cô Thanh, thì nó giỏi quá, nó rất là đầm tính, mà biết nói chuyện nữa, thấy không? Thấy tội nghiệp. Nghĩa là con người mình sống ở trong cái cuộc đời phải thương con người, mà nó thương cái người đủ duyên gặp với mình đặc biệt. Nên những Đức khuyên các bé nhỏ nhỏ các con, con người mình mà ngoan ngoãn đàng hoàng mình đi đâu cũng được ta thương. Nên mấy bé này nè ngoan dễ thương này, thấy không? Mua cho mỗi đứa con đứa cái gói ôm nhỏ nhỏ, thấy chưa? Cũng là món quà như Đức tặng các con, hiểu chưa? Con vậy là ngoan lắm, dễ thương lắm. Như Đức vậy mà mình niệm Phật ngoan dễ thương mới có phước vậy, thấy chưa? Không, rõ ràng luôn đó. Rồi mỗi ngày mấy cô làm đồ ăn đồ cho ăn, thấy chưa? Rõ ràng luôn. Hồi sáng căng ký có nhiều đứa lên 3 ký, 2 ký đó, thấy về cha mẹ mừng, thấy con các con ngoan. Nên từ nơi đó mà mình sống mà mình được người ta thương là mình tiện bề sống. Sống mà lách chách len gian, mà lóc chóc lao dao, người ta không thích. Ta nhìn lóc chóc lao dao người ta không thích. Nó, mà cái tố chắc dù là còn nhỏ, nó chậm là chậm. Tố chắc biết chuyện là biết chuyện, cần phải tập. Nên cái chữ chung đối với một con người nó rất quan trọng. Chữ chung đối với con người quan trọng. Như những Đức đi làm 11 năm đi tu, đi lên tỉnh Thác Quan Âm tu, những Đức có bỏ chùa không? Cực cái nào cực, không bao giờ suy nghĩ cái chuyện bỏ đi. Thầy đưa nhà Đức đi, nhà Đức đi. Đi xuống đây xong rồi nhà Đức đến với Hòa Thượng, khó cỡ nào nhà Đức cũng ở với Hòa Thượng. Hòa Thượng kêu qua Đại Tùng Lâm nhà Đức qua, nhà Đức chưa bao giờ phan duyên nghe. Hòa Thượng kêu qua nhà Đức qua, kêu qua chùa mới nhà Đức qua chùa mới, kêu qua bảo tháp sắp xếp nhà Đức sắp xếp. Đi chỗ nào thành công chỗ nấy, chủ xứ nhà Đức vẫn giữ y nguyên, lúc nào cũng ở bên hộ pháp. Vì cái khởi đầu nhà Đức là ngay hộ pháp. Dù cho Hòa Thượng xây bao nhiêu ngôi chùa nữa, những Đức vẫn ở hộ pháp. Mà sự làm là bước đến đó rồi trở về. Tại cái gốc những Đức là đến hộ pháp để thành công, nên như ở ngay hộ pháp à. Chứ cái vai trò cuộc đời mình á, mình hộ pháp giúp cho người cũng là nhân viên đặc biệt đó. Nên từ nơi đó mình ở ngay ngôi chùa này, những Đức không có chạy lăng xăng đâu à. Mà đi qua kia là thành công bên kia rõ ràng. Mà từ chữ chung mà ra, chưa bao giờ có cái tâm gọi là sống núi này trong núi nọ. Ngày xưa mới xuống đây có nhiều người nói khu công nghiệp hôi hám, sợ chết chạy mất tiêu. Những Đức nói chết ai cũng chết, cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn hôm nay thành một hoàn cảnh ai cũng muốn đến. Nói quý vị coi bây giờ hoàn cảnh chùa Hộ Pháp vị thấy cỡ nào chưa, nổi tiếng. Mà nói thiệt chứ đừng nói cả nước mình,
thế giới người ta còn biết, đừng nói nước mình không cho bị biết chứ. Chùa Pháp giờ là quá nổi tiếng luôn, điểm đặc sắc mà ai cũng muốn đến, vui vẻ là một ngôi nhà chung đặc biệt. Thấy không, rõ ràng ngày xưa mới đến có nhiều người nghe khu công nghiệp giọt, ai giọt giọt tôi ở, tu duyên ở đâu là ở đó, rồi là chữ chung. Chữ chung mới thành công, cái chữ chung mà có nghĩa, nghĩa là con người đến với con người. Con người có chung có nghĩa thì mình đến với người này mình yên tâm. Con người thiếu chung nghĩa ai dám dùng mình đây. Nên những đức nói người nào như hòa thượng có những đức là hòa thượng cứ yên tâm đi. Con người mình sống chung nghĩa tuyệt đối không bao giờ thấy mới mà quên cũ. Nên con người những đức ở đây sống với đại chúng nào, các cô cùng chung tay những đức nuôi các cụ lo cho đạo tràng. Có bao giờ mà những đức mà chơi với người khác mà không chơi với các cô? Những đức nói nữ vẫn là nữ thôi, tu cũng là nữ. Họ đã vô chùa họ sống với mình trong đây quanh năm 7-8 năm không đi đâu, cái ăn tình đó phải hiểu chứ. Nên có bao giờ mà nói mà những đức không có chịu? Ví dụ như lúc trước có cái nhóm trên thành phố nữ trẻ trẻ không, như các cô mình, nó lỡ quần này áo nọ, có mấy lần những đức ngồi là những đức suy nghĩ không, không có ngồi mấy đứa này nữa. Tại vì mình ngồi mấy đứa này trong chùa nhiều cô nó trẻ trẻ không, nó nhìn thầy mình mỗi ngày chơi với mình, hướng dẫn mình, bây giờ ngồi với các cô ngoài đời quần này áo nọ, nó nhìn từ đó trong lòng nó cũng không thích, không vui. Cái cảm giác đó mình phải nghĩ ra luôn. Nên mình nói không bao giờ, nó không có qua lại với Phật tử trẻ ngoài đời. Thà ở trong chùa người ta lo cho người trong chùa, mình lo cho người ta, nó trở thành một đại gia đình. Cái tâm này nó mới thành công đó quý vị, tâm này mới thành công đó. Chứ nếu như những đức mà không hiểu cái nguyên lý này, những đức đi đầu này đi đầu kia, đi với Phật tử trẻ được, trong chùa mình rã nát. Mấy cô mình nói tờ ơi, thầy ông đi tối ngày ông bỏ mình ở nhà, mình ngu gì mình ở nhà mình cũng đi chứ. Thì tiêu tan hết rồi, những đức ở chùa không nên ai đi đâu, không ai đi, chứ mà những đức lại chơi người trong chùa, toàn là lo cho các thầy các chú các cô, gần gũi xuyên suốt luôn. Cái mối ăn tình như vậy người ta cỡ nào người ta cũng chuyển biến thành tốt, từ từ người ta tốt luôn, từ người không đặc biệt thành đặc biệt luôn. Ở đâu mình tìm ra một con người chung nghĩa đến với mình dữ à? Dù họ có tiếng tâm nhưng họ có thay đổi tính tình đâu. Ngày xưa những đức sao, bây giờ những đức càng hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa những đức nhiệt tình một, bây giờ những đức nhiệt tình 2-3 luôn, càng ngày càng nhiệt tình. Mình sống với người vậy còn gì nữa. Còn người ta mà khi giàu có tiền có danh là người ta đã thay đổi, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Cùng bản thân mình sống chung nghĩa, phải giữ cái tâm chung nghĩa đó mà sống thì nó đặc biệt dữ lắm, nhớ đó. Con người mà không có chung nghĩa, đố mà mình thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này, phải có cái tâm đó đó. Nên những cái bài học này nè, nó chậm chậm nhưng mà nó quan trọng lắm đó. Nó đó là dạy chúng mà dạy người đó. Nên mỗi một người nên nhận thức. Nên mỗi một bé nhỏ ngồi đây các con nghe đi. Trời ơi, một con người ngày xưa một mình lo thì mình không sống, mà như vậy mà bây giờ lo 2.000 người, chùa mình còn hơn đại công ty. Trời ơi, công ty nào mà dữ dằn với chùa mình. Công ty người ta còn sản xuất mặt hàng để mà kinh doanh. Còn công ty mình mặt hàng gì? Có sản xuất mặt hàng gì đâu. Mỗi ngày mà mình sản xuất mới ghê chứ. Mình sản xuất người làm Phật này mới kinh đó chứ. Thấy không? Người mà có góc độ trẻ trẻ là người ta đến những cái công ty đặc sắc Phật giáo này liền, chứ không phải giỡn đâu nghe. Tại vì sản xuất con người làm Phật. Còn những công ty khác thì sản xuất mặt hàng để sử dụng cho con người bình thường. Nhưng đây là điều tiết của người làm Phật, nên nó mới đặc sắc chứ. Nên từ nơi đó mà mình đi vô đây, mình sống đây là đúng là một cái việc làm ý nghĩa quá. Nên chúng trong chùa thường trụ phải nhận thức được đây là một việc làm quá ý nghĩa. Mà nhiều người già người ta về, người ta cảm thấy là điểm nương tựa bình an cho người ta. Ai cũng vui, ai cũng cười vì hiểu được nguyên lý, ý nghĩa của cuộc đời. Mình sống mà biết ý nghĩa thì mình làm gì không thấy mệt. Biết nó là ý nghĩa sao mệt? Mà mệt mà nghĩ tới ý nghĩa thì nó không mệt. Còn có người mình mà không biết ý nghĩa là mình bỏ cuộc à. Không biết ý nghĩa là bỏ cuộc liền. Nên cả đời mình sống mà tu được là mình biết cái ý nghĩa của nó. Nên con người mà chọn đi tu á, là cái góc độ mình phải sâu, chứ không phải cái đứa bình thường mà mình chọn đi tu đâu. Như đứa nít nó đi tu là tốt, nhưng cô Nhật phải xem đứa con nít này, nó có thể có góc độ ở đây được không, hay là nó tưng 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 tưng.
cái thời gian mà nó ở trong chùa mình nhận thức nó, xin vô không được con về nhà đi con, chứ không phải đụng đâu cũng lôi vào đâu. Thấy không? Mình phải coi con nhỏ này góc độ nó làm sao, mình nhìn ngó để ý cái góc độ tính tình nó, để rồi lúc đó mình mới cho nó vô chùa nó ở. Rồi nói với nó tu không đơn giản thì con thử coi, khó lắm nghe, không dễ đâu nghe. Ừ, để coi cái góc độ nhỏ này nó nhìn ra không. Nếu mà con người thông minh nó nói khó sao những người khác làm được, vì người khác làm được thì con cũng làm được, vậy thì cái đứa đó là đi tu được. Còn cái đứa mà nói vừa nó khó khăn cái này cái kia là nó bỏ cuộc, như là xong rồi. Vì cái đứa mà nó mới ở trong chùa thôi mà thấy nó đã không bình thường rồi, đừng có cho nó ở đây, tự mình điều chỉnh. Hiểu không? Không được đâu thầy ơi, bé đó nó muốn ở nhưng mà không ổn, mình phải gần gũi, mình phải vậy đó. Đó nên gì thì mình nhận được một người nó chắc người, mấy đứa bé nhỏ nhỏ mình phải coi lại chứ, thấy không? Đó nên mình cần người đi tu, nhưng mà phải người ta tu được chứ đừng có tùy tiện. Rồi con cái người ta nhỏ, nhớ kinh nghiệm nè, đi vô chùa cạo đầu là phải thông qua cha mẹ anh ta, chứ đừng có mà tự nhiên mình vớt cái đầu một cái lỡ cha mẹ vô nói này nói kia khó nói chuyện, thấy không? Cái đó là phải quy tắc đó nghe. Nó, nên mỗi một con người vô chùa mà mình muốn cạo đầu là phải trình lên ông thầy, dù là cư sĩ nhưng mà mình phải trình rõ ràng đó là con trong chùa con tu nên con cạo đầu cho nó mát mẻ, nó sạch sẽ, con ở chùa con tu chứ không phải con làm thầy bà gì hết. Đó là được người trên trong chùa, ban lãnh đạo nó chấp nhận mới làm được. Mọi việc gì đó mình nghe như vậy rồi thì mình mới thấy rằng cái nơi sống của ta nó có tổ chức rõ ràng. Nên những đức nói rằng mình giúp cho người ta bình an, mình bình an, mình làm cho ta bất an, mình sẽ bất an. Không nói chứ chùa mình mà luôn luôn bình an là do gì? Mình giúp cho người ta bình an. Nên những đức khuyên hàng Phật tử, mình là người nghe đạo biết tu rồi, đến với con người giúp người ta bình an, đối với đời động vật mình giúp người ta nó bình an. Mình ăn chay phóng sanh thì mình đang giúp nó bình an chứ gì đâu. Nó mỗi một con người nên có cái tâm gì. Còn cái chuyện niệm Phật là phải gây dựng cả đời, niệm Phật là phải cả đời gây dựng tín nguyện. Chứ vì chỉ cần nhớ Phật, niệm Phật là an lạc à. Nhớ à, cái đó là nãy giờ hành vi sống của một con người đó. Còn cái niệm Phật là phải gây dựng cả đời mình niệm Phật. Nhớ phải cả đời niệm Phật, đừng có mang cái bộ mặt chết rồi để sống. Nhớ nghe, đừng có mang một tâm trạng chết rồi để sống. Cái tâm trạng chết rồi để sống, cái bộ mặt chết rồi để sống, nó không có tu duyên tu phước được đâu. Ví dụ như người ta vừa gặp mình mà mang cái mặt gì? Ở ta nó chịu thua, hiểu không? Nó bây giờ gương mặt gì mới có gạo. Nhìn mặt gì mới có gạo chứ, hiểu không? Bữa nay nói chuyện xong mà tặng các cụ Milo. Hiểu không? Nên cụ thấy rằng là thuyết pháp xong rồi mà còn phiến mãi Milo. Vì cái bánh gì, cái bánh gì, cái chữ gì tôi cũng không biết đọc. Chữ gì kỳ quá. Bánh gì, bánh cua. Ok, tôi đọc đại bánh cua đi. Thấy không nè, cái bánh nè với hộp sữa Milo. Nên vậy là thấy nó vui rồi, thấy không? Đó, nên những gì những đức nêu lên chúng trong chùa phải nhớ những cái đoạn quan trọng. Cái đoạn quan trọng là khi mà thầy họp thầy nói cái gì, mình đừng có tùy tiện nói tầm bậy, mình phải biết giải thích, nghe chưa? Đừng có đem văn tự mà đi khô khan mà nói, không biết giải thích là sai đó, nghe chưa? Nó còn cái gì người ta nhắc mình đừng có buồn, hãy điều chỉnh lại cho nó tốt. Nó, cái đạo đức con người phải cần có chung nghĩa. Chung nghĩa mới tồn tại, thiếu chung nghĩa là mất lòng tin, mất chung nghĩa là không có đắc dung thân, hiểu chưa? Chung nghĩa. Còn làm việc trong ngôi Tam Bảo, đừng có cho mình làm được chuyện gì đó mà mình kiêu ngạo ngã mạn, đừng có cho mình là làm được chuyện đó. Mình hãy để cho người ta la gầy mình khi mình làm được chuyện. Làm được chuyện mà còn hạ mình thì quá hay. Làm được chuyện là tu phước, hạ mình là tu huệ, như là phước huệ mình cũng tu được. Còn mình làm được chuyện mà kiêu ngạo, kiêu ngạo là đoạn huệ, kiêu ngạo là đoạn phước. Nên con người mà kiêu ngạo là đoạn phước huệ, con người mà hạ tâm kiêu ngạo là tu phước huệ. Nhớ nghe, hạ tâm kiêu ngạo là tu phước huệ. Mà phước huệ mà có thì tuyệt vời vô cùng.
Nên chúng trong chùa mình ai cũng là tu phước huệ, phước huệ song tu, tài thí pháp thí vô với thí có hết trơn. Nên người trong chùa mình tu làm sao ra thông minh, mà người mà đã thông minh có phước huệ thì người bình tĩnh, người lúc nào cũng thường bình tĩnh. Bình tĩnh mới thành đạt, nghe chưa. Đừng có mà háo hức, cái tâm lúc nào cũng bợp chợp, cái gì cũng bợp chợp là mình không có làm được gì đâu. Cái tâm bợp chợp về sau mê hoặc, bợp chợp là mê hoặc. Có câu này: sống mà buồn khổ, chết đọa tam đồ. Nhớ nghe, tất cả người nghe câu này nhớ nghe: sống mà buồn khổ, chết đọa tam đồ. Lặp lại, lặp lại. Tam đồ ác đạo là cái gì? Buồn khổ. Nhân của buồn khổ là tam đồ. Buồn khổ là tam đồ. Sống mà buồn khổ là đọa tam đồ. Đừng mang tâm trạng chết rồi để sống. Mang tâm trạng chết rồi để sống là khi chết đi đọa tam đồ. Vì mang cái tâm trạng chết rồi để sống là nặng nề, buồn phiền, không vừa lòng, không vừa ý, thì mang tâm trạng này là tam đồ ác đạo. Nên mỗi một con người nên xóa tan những cái bất an trong cõi lòng. Mà muốn xóa tan cái bất an trong cõi lòng là phải nhớ Phật. Cái chữ Phật nó giác ngộ. Sự thành công của con người tiến đến tương lai, khi đạt được tương lai họ vẫn thấy cô đơn. Nhưng cái tiến tới giải thoát thì càng tiến tới thì càng an lạc tự tại. Càng tiến tới giải thoát chừng nào thì càng an lạc tự tại chừng nay. Nhớ nghe. Mà dê cực lạc thì càng tự tại nữa. Cái thành quả của cực lạc nó rất là tự tại. Mà cái thành quả của ông vua, ông quan làm lớn nhưng mà chưa chắc tự tại. Những đức coi tam quốc, những đức coi chuyện lịch sử. Một con người bình thường muốn đạt tới sự làm vua, làm quan, người ta phải trả một cái giá cực kỳ ghê gớm luôn. Khi đạt được rồi tự nhiên người ta thấy cô đơn, vì nó quá nhiều mất mát. Nhưng mà mình tiến tới giải thoát, càng tiến tới giải thoát thì càng vui à. 100% luôn cái cảm giác này mình sẽ biết. Khi mình tiến tới giải thoát là nhiều thứ trong cuộc đời này mình sẽ buông được nhiều lắm. Mình sẽ buông được rất nhiều. Mình sẽ nhẹ nhàng nội tâm dữ lắm. Nên mỗi một con người quý vị chỉ cần tiến đến giải thoát là quý vị an lạc tự tại. Xóa tan đi nỗi đau lòng trong cuộc đời mình, buồn khổ, chán nản. Đừng bao giờ để người ta đem sự đau khổ đưa mình, rồi mình bỏ vào tâm mình để mình đau khổ. Đừng mang bộ mặt chết rồi để sống. Đừng mang tâm trạng chết rồi để sống. Sống mà buồn khổ, chết đọa tam đồ. Quan trọng lắm đó nghe. Đó, còn những người mà có cha mẹ mà đi tu trong chùa thì lâu lâu mình vô thăm. Còn con cái mà tu trong chùa là bản thân cha mẹ nên mừng. Vì con mình đi tu là mình còn đứa con này. Thí dụ như bây giờ ba mẹ chú Nhân, chú An nè, với con Diệu An, rồi ba mẹ của Trung Nghĩa, thì quý vị coi là đi. Nếu mà hai thằng con trai này ngoài đời mà đi có vợ, có chừng mắt thằng con trai, không còn thằng con trai mình. Nhưng mà nó đi tu là lúc nào cũng còn thằng con trai mình. Nó phục vụ tam bảo, thấy không? Còn An đồ đi tu bây giờ phục vụ tam bảo. Con nhỏ kia đi tu thì mai mốt chừng nó nuôi cha mẹ nó đó. Mẹ này kia là nó nuôi, cha này kia nó nuôi luôn. Còn nó mà đi có chồng, có chuyện nó nuôi chồng nó chưa xong, con nó nuôi còn chưa xong, nó ẩm còn gớt lên gớt xuống. Đừng nó nuôi cha nuôi mẹ. Từ nơi đó mà con mình đi tu mà nguyên lý phải hiểu đó. Hiểu rồi thì tự nhiên cái điều này mình sẽ làm cho tốt. Nên con đường người đi tu là mình suy nghĩ kỹ, mình biết rồi. Nên tại sao thấy Tử Tất Đạt Đa ngày bỏ nhà ngày đi, vua Tịnh Phạn đâu có chấp nhận ngày phải đi. Nó rồi ngày Hư Văn cũng bỏ nhà đi, tại vì con đường người ta chọn, người ta biết rồi nên ta mới đi. Nó mình là người tu phải nhận thức được sâu sắc thì mình đi cả đời không bao giờ thối tâm. Mình giúp cho con người được bình an thì cái quả báo đến với mình liền, đó là mình được bình an. Mình giúp cho tất cả loài động vật được thoát cái nạn mà chim lòng cá chậu thì tức khắc lúc đó mình sẽ hưởng cái quả báo là vui vẻ. Chính bản thân nhà Đức thấy khi hướng dẫn tu xong mình thấy mình cũng hơi mệt mệt, nhưng khi ra phóng sanh cái thấy nó vui, khỏe lắm. Nó rõ ràng cái công đức vô ý thí, tự nhiên cái quả báo là mình được khỏe liền. Mình niệm Phật mình vỗ tay mấy con chim nó bay đi mà tự nhiên cảm giác mình vui. Giống như chim nó bay đi mà
nó mang những cái sự mệt mỏi bất an của mình đi luôn. Giống như bây giờ quý vị thả con cá nó lội tung tăng, có nhiều con cá nó lội lên, nó ngớp lên cái chào quý vị, cảm giác khi phóng sanh lúc đó mình vui. Đó là giúp cho những loài động vật được bình an thì mình cũng được bình an. Còn con người, người ta đang bất an lo âu sợ hãi, mình nói chuyện mà người ta được an tâm thì tức khắc mình sẽ được vui, thế gì đâu. Chính bản thân những đức gặp rất nhiều người bất an, khi những đức nói chuyện người ta an tâm. Bữa đó bé này nó bị khiếm thị, cha mẹ nhà bình thường sanh một đứa con khiếm thị, hai chị em nó không bị, nhà cũng giàu khá giả lắm. Bé học rất giỏi, tuy khiếm thị nhưng học rất là giỏi, học trường bình thường luôn, học rất giỏi. Nhưng vô trường học các bạn chê cười nó bị mù, nó buồn, và ba nói là định nhảy lầu tự tử. Mà nó cũng lỡ đây dự chương trình khiếm thị, nó nghe như đức giảng, rồi nó ra phía sau đi vệ sinh, nó nghe cái đoạn trong nhà vệ sinh giảng khúc. Rồi xong nó nói với ba nó: con buồn quá, con muốn chết, không muốn sống. Bây giờ ba đưa con lên trên đó gặp thầy Đức, cho con gặp thầy. Thì đợi suốt mấy tiếng hồ thì xong những Đức gặp, rồi nói chuyện với cháu xong nó thoáng cái tâm đó, nó vui vẻ. Bình thường những Đức kể những câu chuyện những người tật nguyền này kia, như Đức khen rằng: con thì khiếm thị nhưng mà nhìn con nó đâu phải là quá tệ gì cặp mắt. Nhìn cặp mắt nó còn bình thường nhưng mà nó không thấy được. Nhưng mà bé gái rất là đẹp, 20 tuổi, rất đẹp. Nhưng mà chỉ cặp mắt không thấy được. Khen nó đẹp, nó vui, nó bình an. Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy mình bình an ghê. Rõ ràng chứ, nghĩa là mình giúp cho người ta được bình an là mình được hưởng cái bình an liền. Có những người ngoài đời người ta không nghe đạo, người ta không có hiểu. Khi thấy người ta bị ung thư, cái chọt miệng vô nói thêm câu: cái bệnh ung thư như bà chết hết trơn, chắc bà lay quay cũng không sống đâu. Hay có gì thì để di chúc lại đàng hoàng hết đi. Nói mấy câu làm cho người ta bất an, thấy không? Câu nói cũng thật nhưng mà nói ra cái làm ta bất an, sợ hãi. Thì tức khắc lúc đó mình có vui gì đâu. Nhưng mà tự nhiên mình nói một câu, nói: chị, ung thư cũng chưa hẳn chết đâu chị. Em nhìn nhiều người ung thư người ta cũng còn sống bình thường. Ta cũng sống bình thường. Nếu như chị vui, chị niệm Phật, chị biết ăn chay, chị biết tu. Con người ai mà không chết lần chị ơi. Sớm muộn gì cũng chết. Chuyện này chuyện bình thường, không có gì đâu chị. Không có sao đâu. Chị hãy sống ngày hôm nay cho đặc biệt đi. Thôi sức nào chị nặng nề với cái bệnh chứ. Cái tâm nó nặng nề, không có thuốc trị. Chị mà vui vẻ là có khi nó còn quá giải cái nghiệp. Nhiều người ta bệnh ung thư cũng đâu phải chết hết đâu. Chị yên tâm thì không có sao đâu. Mà em nhìn sắc diện chị không đến nổi đâu, yên tâm. Mình nói một câu làm cho người ta an tâm liền. Mình biết nói chuyện, mình nói một câu vậy đó. Nó. Nên từ nơi đó, thí dụ như mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, không phải đụng ai, mình cũng kêu người ta cầu sanh cực lạc. Có những người người ta đâu có biết niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì mình nói niệm Phật hết bệnh, niệm Phật được vui, niệm Phật có phước có duyên, rồi từ từ mới dẫn dắt người ta cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chứ mình thì mình biết, mình phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, mình đụng ai mình cũng đè, mình kêu nó sanh cực lạc. Đụng đâu cũng đè sanh cực lạc. Vậy thì thua, mình không có hiểu. Mình gặp đạo nào mình cũng lấy cái đạo của mình nó đè phục người ta. Vậy mình sao hướng dẫn người ta. Bữa đó những đứa gặp cái cô đạo Thiên Chúa giáo, trước đó nói chuyện một phát một thông cái tâm của luôn. Vô trong chùa thăm bà 3 ngày, đầu tiên có nói một câu: thầy ơi, trong chùa niệm Phật để mà
hộ niệm cho bà con. Nhưng con đạo Thiên Chúa, thầy cho con giữ cái đạo của con. Con ngồi đó, con làm cái gì kệ con. Con ngồi im gu, con cầu an cho bà con, được không thầy? Thì nói được, cầu an là tốt mà. Cô cứ cầu an cho bà cô đi. Còn ở đây thì người ta niệm Phật cho bà cô, đâu có sao đâu cô. Nhưng cô ngồi ở phía sau này một chút, tại vì cái lực lượng niệm Phật đông, để cho người ta niệm Phật. Còn cô ngồi phía sau, cô cứ ngồi đó, cô làm cái gì miễn cái tâm thiện là được rồi. Ở chùa 2 ngày sau, bà ngồi bà niệm Phật ngon lành. Rõ ràng luôn, 100% luôn. Chính cô gặp Nhân Đức nè, cái bữa mà thứ 7 lớp đạo làm con, cô gặp Nhân Đức cô nói gì nè. Công nhận cái lớp đạo làm con của thầy dạy đặc biệt kia. Con ngoài đời con dạy 100 em, nhưng mà dạy vì kỹ năng học để thành đạt sự nghiệp. Nhưng con thấy cái môn dạy của thầy đặc biệt ghê. Có thể đi đến cái sự thành đạt mà còn có thể áp dụng trong cuộc đời các cháu luôn. Cái này quá hay. Con xin thầy lâu lâu con có thời gian con lên đây, thầy hướng dẫn con thêm chút xíu để con có thể dạy 100 cháu kia tốt. Cũng là trường học dạy đó, cũng là trình độ trí thức đó. Nghĩa là người ta tiếp nhận mình liền, mình mới giảng rộng ra về câu Phật hiệu cho người ta nghe, rồi mình nói về tư tưởng từ Phật giáo và tôn giáo cho người ta nghe, rồi mình nói về cái tư tưởng dạy của Đức Chúa Giêsu tốt làm sao cho người ta nghe, rồi Chúa là Cha, Phật là Thầy cho người ta nghe. Ta nghe xong ta thông suốt cái tâm liền. Bữa sau nhìn Đức thấy bà ngồi bà niệm Phật ngon lắm. Nó có im gu gì đâu, mà có kêu bà niệm đâu, bà tự niệm. Rồi bữa sau lên giảng pháp, bà lên bà ngồi nghe nữa. Thứ 7 bà nghe, mỗi buổi sáng ăn cơm bà nghe, buổi nào bà cũng nghe. Cuối cùng bà bé bé theo mình luôn. Đó, thấy rõ ràng không? Mình đâu có cần áp đặt người ta đâu. Mỗi người đều giữ cái mối đạo của mình, tự người ta nhìn nhận, tự người ta thấy mình học đạo làm sao mà mình thấy mình vui, mình an lạc, mình tốt thì người ta thích học. Chỉ cần mà người ta thấy thích, thấy cái kết quả, cái quan trọng là thành quả. Chỉ cần đạt đến thành quả là người ta thích. Nên cô đó cô khen, có nói trong chùa công nhận hay thiệt. Đi vô đây mọi người khuyên con, hình như người nào khuyên cũng na ná giống hệt thầy. Vậy thì con biết cái đoàn thể này đoàn kết, học chỉ đúng một người, nên ai dạy con cũng giống giống, văn tự giống giống nhau không. Con thấy công nhận hay, mà người nào cũng vui, người nào cũng nhiệt tình giúp con, thấy không? Nên mình khi đi hộ niệm trong hoặc trong phòng hộ niệm mà người ta ngoài đời người ta chưa hiểu, người ta lỡ đối với ông bà cha mẹ, người ta nắm tay nắm chân, người ta vuốt ve, đó là cái việc thế gian, không có lạ đâu. Cái việc này không có sai. Vì cái việc thế gian là ta làm gì đó, khi ông bà cha mẹ bệnh hoạn là nắm tay nắm chân vuốt ve rồi nhắc nhở rồi giống như thương khóc, việc này là thế gian bình thường. Còn người trong chùa mình là do được dạy mà ra nên biết, nên khi mình thấy những trường hợp đó, mình nhẹ nhàng mình bước đến, mình mời người ta ra, mình ngồi nói chuyện với người ta, mình nhắc nhở người ta, mình nói lý luận cho người ta nghe rõ ràng đàng hoàng. Nên cái người mà đến vị trí trưởng ban là phải càng học thêm tư tưởng, để chính bản thân mình khi giao tiếp nó hay. Mình đừng có cái cách làm mà gặp trên hình vậy cái mình tưởng đó là như là cọp gấu gì ăn thịt ngừ. Đừng có làm kiểu đó. Làm gì sợ. Cái nhân cái quả của mỗi một con người mình phải tin chứ. Cái gì nó làm sao là do cái nhân nó đã gieo, cái quả nó đến. Tự nhiên người ta vô cái người ta đụng chạm người thân, ông bà người ta, mình nhào vô mình nắm tay mình gịch ta ra tầm bậy. Làm gì dữ vậy? Cái gì nó cũng từ từ bộ. Lỡ vuốt một cái nói một câu cái đi đọ hả? Làm gì mà đáng sợ gì? Chúng ta nên bình tĩnh. Cái chuyện gì nó cũng phải giải quyết từ từ. Rồi xong mình mời người ta ra, mình mời người ta ngồi, mình nói chuyện với người ta rõ ràng, cái này nọ, lý luận cho người ta nghe. Khi người ta nghe người ta hiểu rồi, người ta mới biết sự việc trong chùa nó có quy tắc như vậy. Mình đừng có nói người ta ngoài đời sai, người ta sẽ không đồng ý. Vì cái đó là từ xưa tới nay đều vậy, chứ tại sao mình nói người ta sai? Cái đạo đức làm người thương ông bà cha mẹ mà sai gì? Không có sai. Vì lý luận thế gian không sai, đúng không? Mở rộng về tư tưởng Phật pháp ta chưa hiểu,
Mình phải nói đó không sai, nhưng đây có cách của ở đây. Mình mới mở rộng cái cách của mình ra cho người ta nghe. Khi người ta nghe rồi, người ta mới thông hiểu cái tâm, thì mình mới độ được người ta. Nên gọi là thông tình đạt lý, niệm câu Phật hiệu. Nên tất cả người trong chùa phải nghe giảng dạy rõ ràng vậy đó. Thì mình cái gì cũng từ tốn, chứ đừng có mình đang hộ niệm gì, người ta nhào vô thấy ông bà cha mẹ người ta vậy, người ta lợn người ta khóc lóc, cái mình bay vô hai ba bà ba bốn ông gịt ta ra. Đừng có làm quá đáng cái gì ý. Mình cứ ngồi niệm Phật im re đi, để cho người làm việc đó người ta từ tốn người ta làm. Còn vai trò mình là đang niệm Phật, mình cứ niệm bình thường, đó mới là người biết hộ niệm. Người như vậy mới là người bình tĩnh đó. Đó, cái gì nó có nhân có quả. Đời này tu, đời này giảng sanh, hay đời sau giảng sanh, hay 1000 năm sau giảng sanh, nó đều có hết rồi, sẵn hết rồi. Hãy bình tĩnh đi. Việc gì nó đến thì nó đến. Con người tu hành giết rồi, mình bình tĩnh được là gì? Hiểu định luật nhân quả. Nên mấy cô bên cạnh những đức, mà cái gì mà bà chạy bà giật phong, là những đức nói bà giật phong một chút tôi giật bà xuống hầm cả cha bây giờ. Ôi trời, bà làm gì mà bà giật phong, bà quay mòng mòng gì. Ôi trời, từ từ chứ. Nên mình là người tu hành hơn cái người đời, là cái gì mình bình tĩnh á. Nên giống như cô Bạch đâu mà bên cạnh nhà đức, đức nói thôi bà gì bình tĩnh, bà cái gì cái bà chạy giáo giác như gà mắc đẻ. Tôi cũng như bà chứ, cả chùa này không biết làm sao bình an được, thấy không? Gì nó đến thì nó đến, chúng ta luôn luôn chờ đợi nó đến. Nó có cái gì đâu, người sống vậy nó bình an lắm. Con người mình đi trên đoạn đường á, đoạn đường này bằng đoạn đường cái ổ gà, đoạn đường cái cong quẹo, nó đã sẵn đoạn đường rồi. Đi đến đâu thì khéo léo đi chỗ ngang chỗ đó, đường bằng thì đi tiện chút, ổ gà chậm lại chút, cong quẹo thì cua từ từ. Nghĩa là đi đến đường nào thì đi qua đường đó. Chúng ta cũng không cần nặng nề gì cái chuyện tới ổ gà hay đường cong. Chúng ta cứ chạy đường bằng tới ổ gà, chúng ta giảm tốc độ, chúng ta tới đường cong cua từ từ. Cứ như vậy mà sống, cuộc đời người là như vậy đấy. Đâu có bao giờ tiện hoài, có những lúc cũng phải gặp những việc nó tự đến, rồi chúng ta bình tĩnh mà giải quyết. Vì thì con người mình tự tại quá quý vị. Đó. Tại sao mình bình an? Vì mình giúp người ta bình an, mình cởi mở tâm tư cho người ta. Ví dụ như giờ người ta bệnh đau đi, mình không bình tĩnh thì sao mình giúp người ta bệnh đau? Người ta chết, mình phải bình tĩnh để mình lo hậu sự. Mình không bình tĩnh thì mình chết theo. Chết theo được không? Nó. Mình bệnh chia được không? Rồi mình chết theo được không? Mình có làm được điều đó đâu. Nên người ta bệnh, mình bình tĩnh để mình an ủi người ta. Người ta chết, mình bình tĩnh để lo hậu sự cho người ta. Đó. Con người quy luật nó đã đến cái chuyện sanh già bệnh chết này. Chưa già nó cũng bệnh. Cái bệnh là cái bình thường. Nên từ nơi đó con người càng phải bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh là phải bình an. Mà muốn bình an là giúp người ta bình an. Gieo nhân bình an với con người, gieo nhân bình an với loài động vật, thực vật, khoáng vật. Con người luôn luôn có tâm bình an đó, thì cái quả báo nó quay ngược lại mình bình an. Nên cái bất an là do mình làm cho người ta bất an. Mà cái bất an mà nó có dụng ý thiện, nó cũng không phải là ác. Có những cái người ta làm hùm làm hộ, nhưng mà lại giúp cho người đó đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Có những con người lạ lắm, mình phải càng làm hùm làm hổ mới giúp được họ. Còn có những con người á, thì mình phải từ tốn mới giúp được. Còn có những con người phải làm hùm làm hổ mới giúp được họ. Những đức thấy rằng trong cuộc đời chúng ta sống có sự trang trải giúp đỡ nhau. Có những người họ dữ dằn thấy ghê luôn, nhưng mà tạo điều kiện cho mình có cơ hội để giúp người khác. Không có con người giữ thì mình phải làm vai trò giữ. Nên có người giữ, họ làm giùm cho mình vai trò giữ. Còn mình thì đóng vai trò hiền. Cũng như bộ phim mình coi, tuồng kịch mình coi, cái vai hiền, vai giữ, vai quân tử, vai tiểu nhân, vai tham lam, vai rộng rãi, nó có vai. Nên cái người mà tu hành trí tuệ, coi tập phim cũng biết được nhân vật nào mình cần học. Coi câu chuyện là biết nhân vật nào mình cần học. Ai mà đi coi như quý vị, coi mà đi lựa người đẹp trong đó,
Nó chỉ có đẹp không thì cũng chưa đạt, mình có đẹp giống nó đâu. Nó đẹp là cái chuyện của nó, đẹp cũng được mà xấu cũng được. Cái quan trọng mình coi là mình coi cái nhân vật nào mà mình chọn mình đi theo con đường đó đó. Mình coi hết một bộ phim, cái nhân vật ác mình coi cuối cùng nó làm sao, cái nhân vật thiện cuối cùng nó làm sao, cái nhân vật ham ăn cuối cùng nó làm sao, còn cái nhân vật mà bố thí cuối cùng nó làm sao, cái nhân vật mà tha thứ cuối cùng nó làm sao. Mình coi tất cả những nhân vật ở trong cái câu chuyện đó, rồi mình mới chọn ra cái nhân vật để mà mình sống trong cái cuộc đời mình. Vì cái người đạo diễn á, là người ta xem nhân sinh, người ta coi cuộc đời người đang như thế nào để người ta diễn đạt ra một cái tuồng để cho nó con người coi mà thấy hay. Cái tuồng mà hay á là vì con người coi vừa một là vui, vừa có ý nghĩa, thêm cái nữa phù hợp vào cái đời người ta nên mới hay. Nên mỗi một con người mình coi chuyện, coi phim đều là trí tuệ hết. Nhưng mà mình coi thì mình toàn là lựa người đẹp để coi không à. Mình không có biết cái văn tự như thế nào chứ. Cái đẹp không nó không có cho cơm mình ăn đâu. Cuộc đời của người chúng ta, mình nhìn nó đẹp, mình có được cơm ăn không? Có khi ngoài đời chạy theo đẹp còn tốn tiền, có khi chạy theo đẹp hình tướng một chút mà mình còn trả một cái giá rất là đắt cho cuộc đời. Chúng ta hãy coi nhân vật qua cái cốt truyện, rồi chúng ta chọn nhân vật nào để mình áp dụng theo nhân vật đó trong cuộc đời. Vì thì mỗi lần coi phim, coi chuyện toàn là sanh cái trí tuệ. Còn nếu không mình ngu si, coi toàn là ngu si không à, coi toàn là mình nặng nề ngu si không à. Tôi có đọc sách vở gì đâu, tại sao tôi giảng pháp tôi kể chuyện quá trời. Chuyện Tam Quốc tôi có coi đâu, tôi coi qua một lần phim Tam Quốc mà chuyện Tam Quốc tôi nắm được. Nó, chuyện của hàng tính đồ này kia đồ người xưa tại sao tôi biết hết trơn vậy. Tôi coi qua phim một lần tôi nắm được chuyện hết trơn, mà tôi còn giảng rộng ra còn hay hơn người bình thường khác coi chuyện nữa. Người ta coi chuyện mà ta giảng không hay là chỉ ngay cái bệnh này nè, là người ta giảng văn tự chết, hiểu không? Giảng văn tự chết nên người ta kể chuyện không có hay. Còn cái câu chuyện đó đó mình kể đó là mình kể cho nhân vật sống nghe, mà dựa câu chuyện không phải là nhân vật chết. Nhân vật chết nó qua rồi, chuyện để lại, lịch sử để lại là để cho người sống được nhờ. Anh chỉ cần dựa vào người đó, dù đời người đó chưa làm được cái trình độ gì luôn, nhưng anh hãy nói cái trình độ của người đó cho cái người sống này nghe, để cho người sống này được lợi ích, thì anh mới là người đặc sắc kể chuyện. Anh mới là người kể chuyện hay. Người ta gặp một người mù đâu phải câu chuyện người mù vậy đâu, mà người ta muốn nói giảng cho người mù này nghe, nên người ta mới nói câu chuyện người mù đó là đúng vào người mù này. Chứ đâu có câu chuyện người mù đó mà người ta nhìn người mù này, không lẽ người ta nói rằng là mày mù mày phải diện gì, thì không khác nào mình tự biện ra mà nói. Còn bây giờ mình nói cái câu chuyện của có một người mù như vậy đó, mà thật sự là không có câu chuyện người mù đó, nhưng mà mình giảng làm sao, mình kể làm sao cho nó ra được người mù đó, và cuối cùng là người mù đó người ta được giải tỏ tâm tư. Như vậy thì là pháp chứ gì. Nó nói y nghĩa bắt y ngữ là như vậy đây. Ý nghĩa là vì chúng sanh, vì mọi người. Người vậy thì thông tình đạt lý liền có gì đâu. Người vậy thì gặp cơ nào nói chuyện cũng được, gặp dạng nào nói chuyện cũng được. Tại vì sao? Vì cái dạng nào mình cũng khai thác được, nó nói ra là mình khai thác được liền. Còn nếu không là mình đi nói chuyện với người là mình phải suy nghĩ, mình phải chuẩn bị. Chuẩn bị thì nó không phù hợp với hoàn cảnh, mà mình tự nhiên thì nó sẽ phù hợp với hoàn cảnh. Nên mình học Phật, mình sanh trí tuệ hay không là do mình. Chứ mười mấy năm nay tôi học Phật, tôi cũng coi muôn kinh vạn luận gì đâu trời, có coi gì đâu. Mỗi ngày con người cho tôi không, tôi gặp ai tôi cũng sanh ra Phật Pháp, gặp ai cũng cho tôi một câu chuyện, nói chuyện với ai tôi cũng sanh ra bài Pháp. Từ nơi đó mà nó phù hợp. Thí dụ như bây giờ đi, trong chùa mình sống đông gì, những đứa gặp cái nội bộ mấy cô, những đứa nói chuyện, những đứa nói chuyện gì cái người đó đó. Hoặc là trong nội bộ mấy cô có một bà vô duyên, tôi nói cái bà vô duyên đó là để cho mấy bà đừng có vô duyên, chứ không phải tôi nói cái bà đó. Ý là có cái nền của bà vô duyên,
Nên tôi phải nói cái bà vô duyên để cho những người khác đừng có học theo cái bà vô duyên. Nhưng mà cái bà vô duyên kia bà còn không biết á, tự hào nữa, mà bà còn á, bào nhào thì thua. Nhờ có bà vô duyên mà mới có câu chuyện vô duyên cho mình nghe, để mình tránh đi cái bệnh vô duyên. Hiểu chưa? Còn những con người nào mà vui vẻ, ta nói về câu chuyện vui vẻ để cho những người này học người ta vui vẻ. Nên những đứa con còn chỉ rõ mà còn không biết làm. Mình đã thấy mình vô duyên vậy rồi, mình đưa ra mình vô duyên thì nó hết vô duyên, thì người ta tội nghiệp mình thì là có duyên. Khi mình nói mình vô duyên, mình chịu thiệt thì thấy tội nghiệp quá. Khi tội nghiệp rồi là có duyên. Còn người ta thấy ghét mình là vô duyên. Còn khi người ta thấy thương mình là có duyên. Nhiều người ta thương những đức là vì sao? Thì có duyên. Vậy thôi. Rõ ràng rồi còn gì. Thì ta gặp mình ta vui, ta gặp mình ta thương là có duyên chứ gì. Con nít những đức dạy lớp đạo làm con, xong nó chạy là nó ôm chân ôm cẳng, kéo áo kéo quần. Thì nó có duyên nó mới làm như vậy. Còn mình vô duyên nó chạy mắt dép luôn. Nó gặp mình nó sợ nó chạy mắt tiêu. Hiểu chưa? Mà thế gian cuộc đời Phật Bồ Tát cũng phải thể hiện những người vô duyên đến, để có cái nền cho người ta giảng. Nó có rõ ràng người như vậy bị như vậy, nên người ta mới thấy ra người như vậy bị như vậy, để người ta tránh cái hạng tư tưởng đó, để mà đừng dính như vậy. Trời ơi, học Phật mà biết cái lý luận này thì giống như muôn kinh vạn luận của Phật mình đã thông suốt rồi còn cái gì. Tại đụng đâu là giải đó rồi còn gì nữa. Đụng đâu giải đó. Còn mình thì bị văn tự câu thúc chết queo. Nên ví dụ như Đức nói chuyện với mấy cô, như Đức thường dặn hoài, cái người mà khôn nhất khi thầy nói chuyện với mình, đừng có đem văn tự của thầy nói bừa bãi, không đúng. Ví dụ như bây giờ trong cái cuộc đời mình đang sống trong cõi đời này đi, đây là dạy khôn dạy khéo nè, để ý mà nghe đi nè, gác chân lên lỗ mũi mà nghe, để khôn khéo cuộc đời của mình sống cho nó đặc biệt, đừng có dại khờ. Đây là những cái khôn khéo để có cơm gạo cả đời mà ăn nè. Không chịu nghe mà nghe cái gì. Trời ơi trời, tôi mà nuôi được 2000 người tôi phải làm sao chứ. Bản lãnh con người nó không đơn giản đâu. Nó phải nhớ đó nghe. Thí dụ như mấy đứa bé nhỏ nhỏ nghe nè. Thí dụ như một người lãnh đạo sau này, hay là một vị trí nào cao sau này, người ta gầy mình cái gì mà không phải thẳng mình, hoặc là người ta không phải đuổi mình, mà người ta nói qua trung gian ai người khác nói đừng có quan tâm tới. Chừng nào lãnh đạo nói thẳng tôi, lúc đó tôi mới bị ảnh hưởng. Còn lãnh đạo chỉ nói qua trung gian người này người kia là lãnh đạo đang nhắc tôi. Người ta đang nhắc mình đó. Mình đừng có nghe người ta nói qua cho mình là mình tức tối liền, mình ngu quá. Chừng nào mà người lãnh đạo người ta thấy mình hết xài được là ta sẽ xử thẳng à. Người ta không có cần thiết gì sợ mình đâu. Hiểu chưa? Vai trò lãnh đạo người ta sẽ xử thẳng mình thôi, không cần thiết sợ mình đâu. Nhưng mà người ta nói qua trung gian người khác là người ta đang giúp cho quý vị đó, đang cho quý vị cơ hội sửa đó. Còn quý vị đi nghe người khác nói lại thì quý vị đang tức, là vì khờ quá. Nãy có con bé nhỏ, nó vô chùa mà Như Đức thấy nhỏ này nó cũng không ổn định. Nó gặp Như Đức nói một câu: thầy thầy, con nghe có người nói thầy định đuổi con hả thầy? Như Đức bỏ đi mất tiêu. Một câu nói đó thôi, cả đời con cũng không có kết quả. Ai mà đi nhắc cái câu đó cho người lãnh đạo nghe. Người ta muốn đuổi mình, người ta kêu thẳng mình đến, người ta đuổi mình. Ai đi qua trung gian người khác. Không? Nên mình là con người khéo nói chuyện đó. Ông thầy ông nói người nào đó, mình gặp người đó, mình giải thích cho người đó nghe về câu của thầy. Ta nghe mà ta im tai là mình có phước. Còn mình nói cái câu của người ta lại mà nghe nó không im tay là mình mất phước. Hiểu không? Nên cô Viên Nhật từ hôm nay đổi cô pháp danh khác, đặt cô là Diệu Thành. Cái chữ Nhật này là cái chữ nặng nề quá. Hiểu không? Mình chưa có Viên Thành nên từ nơi đó mà đặt là Diệu. Bà phải Diệu cái tâm, bà mới thành tựu con đường tu của bà. Thấy không? Có nghĩa là phải dịu tâm rồi mới thành đạt.
Còn chưa dịu tâm nó không có thành đạt đâu. Nên viên nhật nghe cái chữ nhật nó nặng quá. Tật đặt là chữ thành, là nhắc mình đó. Mình muốn thành đạt sự nghiệp con đường tu là phải dịu tâm. Những đức săn tâm cỡ nào, người khó khăn cỡ nào mà tu với còn dễ tính, còn vui vẻ hoan hỷ được Phật tử thương yêu. Nếu như những đức khó khăn như ngày xưa thời còn cư sĩ thì ai dám gần gũi những đức. Hồi xưa mới xuống đây mỗi lần họp các cô sợ chủ nhật muốn chết. Bây giờ các cô mong những đức mỗi ngày qua họp. Phải ta tu ta đổi tính không? Từ một người khó tính người ta tu ra dễ tính. Nó, ai trong cuộc đời này mình có cái nghiệp gì điều chỉnh mình tu từ từ cho nó dễ. Nó, nên từ nơi đó mình thương các cháu, mình dạy các cháu. Đứa nào nó sai mình bỏ thời gian nhiều chút cho nó, bỏ thời gian nhiều chút cho nó, vì nó cần phải được nhiều thời gian dạy. Chứ đừng có mình chỉ trích nó. Cũng như những đức mà hợp với các cô là những đức đang nhờ các cô đó, nhờ các cô giúp cho cái người đó đó. Thầy đã nhắc vậy rồi đó, cố gắng đi, điều chỉnh đi. Giống như cái tính những đức gì nè, những đức nói nó không có sai. Chỗ này chủ nhật mỗi tuần những đức bận vậy nguyên ngày, mà tối những đức còn qua bên kia họp, những đức trở về bên đây. Buổi tối chủ nhật á, chỉ có chủ nhật á buổi họp chính á. Mà những đức về bên đây rồi mà cô nào mà chưa vô trong cái phòng họp á, là có ngày á nhắc trước á. Giống như bữa đó chủ nhật, bữa mấy cô nghỉ, những đức quay phim nói chuyện mấy cô. Có một đoạn phim đang nói chuyện thì có một bà mở cửa vô, bà đi sau nhất bà vô. Những đức nói cái đoạn vô duyên là những đức chửi bà, mà phải lắng lỗ tai mà nghe rồi sửa. Kỳ sau mà vậy nữa là tôi đuổi ra khỏi phòng luôn. Tôi đang đây giảng pháp vậy đó mà tôi quay qua tôi chửi luôn á, tôi không có cần thiết nể nang gì chứ, tôi chửi luôn à. Rồi tôi đuổi ra ngoài khỏi cái phòng luôn. Từ đó sao không có vô họp luôn. Cẩn thận, có chừng bị đó đó. Không có giỡn đâu, tôi làm thiệt á. Bữa đó tôi chỉ nói vậy thôi, là tôi nhắc thôi đó. Tại vì sao? Ông thầy không bận gì mà ông còn về giờ giác rõ ràng. Còn mình đi lỡ trễ, ví dụ như mình đi nghe pháp mà mình đi nghe trễ thì nó không đủ phù hợp với cái tâm cung kính. Mình phải biết sắp xếp thời gian để mình đến đúng giờ đúng giấc cho nó cung kính cái tâm. Một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích. Thiếu tâm cùng thành kính được học được cái gì? Mình mà thiếu tâm cung kính không học được gì đâu. Nên từ nơi đó mà những điều những đức chia sẻ đây nó giúp ích cho mình nhiều lắm đó, trong cuộc đời của mình. Trời ơi, người ta từ là một con người hư hỏng ngoài đời, đi vô chùa niệm Phật không, mà giờ người ta nuôi gần 2.000 người. Cương vị của Hòa Thượng mình là một vị đại lão Hòa Thượng, đức cao vọng trọng. Mà những đức lại là cùng chung tay với Hòa Thượng làm việc. Việc này việc kia là những đức với Hòa Thượng. Quý vị coi Hòa Thượng ngồi đây, những đức ngồi kế bên. Những đức qua bên kia, những đức ngồi, Hòa Thượng kêu bắt ghế ngồi đây. Tất cả quý thầy khác có ai ngồi không? Những đức ngồi kế Hòa Thượng, là có nghĩa là vai trò những đức rồi Hòa Thượng, Hòa Thượng rồi những đức. Kế bên, quý vị thấy không? Như vậy là mình biết một con người này ngoài đời là gì? Thanh niên hư hỏng thôi, nhưng mà lại sống với mọi người tu học. Nó lại tạo ra một cái nguồn uy tín cho người ta tin tưởng, ghê chưa? Ta tin tưởng Hòa Thượng muốn rèn những đức, nên Hòa Thượng mới gầy dựng những đức này, cách này, cách kia, cách nọ. Nhưng mà gầy dựng những đức là có kết quả. Nào Hòa Thượng chặt cây thôi, những đức cũng từ từ suy nghĩ ra. Cả đời cũng có cái bài học dạy người khác. Những đức thấy rõ ràng, một cái cây mà nó cao quá cần phải chặt ngọn bớt, quý vị ơi. Thật sự mà nói, mình đừng có thấy nó cao quá mình uổng không chặt ngọn. Không chặt ngọn ngày nó đổ cái cây, mình mắc cái cây á. Nó cao quá là chặt ngọn đi, thà chịu xấu một chút mà thời gian nó còn có tàn. Như phía sau khu tăng nãy, như đứa ra phía sau đứng nói ô bị hởm Hòa Thượng chặt mấy cây sa la chùi lũi không còn cành, mà bữa nay trời ơi nó xum xê khu tăng á, nó đầy luôn vậy, xum xê chứ mà lá nó mướt rượt. Còn nếu mà để như vậy thì nó già hoài, mà có khi nó cao quá cái ngọn thì cái gốc nó yếu đi, nó lặt luôn cái cây, mắc luôn cái cây. Nên
cây cao quá chặt bớt ngọn để giữ gốc, nuôi gốc cho chắc, để tàn xanh tươi thì tồn tại có cái cây mà nhờ. Con người khi lên cao mà lên nhanh quá cũng phải gọt nó cho nó hạ thấp xuống để nó tồn tại con người này. Nếu mà nó không khéo nó cứ dựng lên không à, nó dựng lên người ta đốn ở dưới một phát là nguy hiểm, là mất luôn con người này mình không dùng được. Nên con người càng tu hành là hạ cái ngã. Cái ngã mà hạ thì trí tuệ mới sanh. Khi con người mình có già cả cỡ nào già, nhưng người ta la mình phải nhìn lại mình. Đừng có nói người trẻ sao la tôi. Nó trẻ mà nó hơn mình mà, thông minh hơn mình mà. Nó, bây giờ ví dụ như có nhiều việc Hòa Thượng làm tao không hiểu, những đức hiểu đó. Những việc làm thành một bài pháp có thấy chưa? Cái ẩn ý đó quý vị, người xưa người ta dạy đệ tử không có dạy rõ đâu, toàn là dạy ẩn ý không. Nhưng ẩn ý dành cho những con người có thông minh trí tuệ quý vị. Chứ những con người mà không có trí tuệ thông minh ẩn chi, lặt ngửa phước cho rồi, ẩn làm gì cho nó mệt. Nên cả chùa này tôi lặt không, tôi có nói ẩn. Ẩn quý vị có hiểu đâu mà ẩn. Nó lặt đây nó còn không hiểu mà. Nên Hòa Thượng gặp những đứa con ẩn cách này ẩn cách kia, những đứa con phải ngồi suy nghĩ, ngồi suy nghĩ ra chuyện luôn. Ông đập bức tường thôi những đứa cũng suy nghĩ, tại sao mà cái vòng niệm mình làm gì mà đập bức tường, suy nghĩ cho ra thế coi. Cuối cùng là ông đập bức tường là ông đập cái ngã của mình. Từ đó về sau không bao giờ tự ý nữa, thấy chưa? Ông dẹp được cái tâm tự ý của những đức. Mà người như mình vậy Hòa Thượng mới rèn cách đó. Còn nếu không là thôi kệ, mày làm được rồi để cho mày đi. Còn tao đập bức tường này mày bỏ đi, tao đập làm gì? Còn thằng này chắc chắn không đi, nên đập bức tường nó vẫn không đi, mà đập cái kiêu ngạo. Ví dụ như Hòa Thượng đón được con người nhà đức nó tình nghĩa với chúng quá, nặng quá, có la gầy, có áp bức cỡ nào cũng không đi. Tại vì đi thì cả đời ngóc đầu lên không nổi, bỏ đi thì cả đời ngóc đầu không nổi. Tại vì sao? Người đời, miệng đời sẽ nói mình sao? Mình là người công chúng mà, từ khi là thất thế xa cơ là hết thờ, phải chịu thôi. Còn mình là vì cái bản thân mình, mà mình là vì cái ngã mình, mà bỏ các cụ vậy thì cả đời mình nói với ai? Đúng không? Cái nguyên lý đó người ta trên, người lớn mới hiểu được, chứ con người đó mới được. Còn nếu mà người bình thường, người nào mình cũng đột cái đó chứ nó mắc sạch người ta, không có ai bên cạnh mình luôn. Nó nên mỗi người mỗi bệnh, mỗi người mình cho thuốc phù hợp. Phật pháp nó hay lắm, muôn biến dạng quá. Mình đừng có chết cứng, nhưng mà muốn đạt được cái khả năng muôn biến dạng quá thì con người của mình nó phải cần có thời gian, chứ không phải là tùy tiện. Nếu mà ban đầu muôn biến dạng quá là thành tùy tiện đó, là bị bỏ mạng như chơi. Nên ban đầu là phải cần theo quy tắc. Quy tắc nó giúp cho mình thành một cái khung, mà cái khung nó sanh cho mình trí tuệ, mà trí tuệ nó giúp cho mình giảm kiêu ngạo, mà giảm kiêu ngạo thì phát sinh trí tuệ. Nó lặt lui cho mình vậy đó. Nên phải cần có cái khung. Nên tất cả các cô, các chú, các thầy làm việc bên cạnh Nhân Đức phải cần có một cái khung. Vì thời gian Nhân Đức đi dài quý vị, chịu đựng nhiều quý vị, khó khăn nhiều quý vị, mọi mặt đụng chạm nhiều hơn, gần người lớn nhiều hơn, được dạy nhiều hơn, được la nhiều hơn, mọi mặt tôi được nhiều hơn, thì tôi khung cứ theo vậy mà làm. Thì tức khắc đội ngũ nó thành công. Nên đội ngũ của mình là đội ngũ đoàn kết. Đội ngũ của mình là đoàn kết, cùng tiến cùng lùi, cùng sống cùng chết. Nó rõ ràng nội ngồi ăn chung thôi là thấy đội ngũ đoàn kết rồi. Với một nữa là điều lo cho nhau đặc biệt. Nên thấy cái bệnh của con người mình khi ngủ không có chịu nằm cái gối, mà thích có cái ôm. Nó đa phần đúng không? Ở đây ai thích ôm gối đưa tay lên coi. Người thấy chưa? Để tay đi. Vậy không lẽ bà già bà nói bà thích ôm gối? Đúng không? Cái tâm lý này mình nghĩ trước giùm cho người ta đi. Cuộc đời mấy bà cụ không còn bao lâu nữa. Chừng nào bà giảng sanh mình đã dạy hết rồi. Bà giảng sanh không giảng sanh, bà muốn sao kệ bà. Còn nuôi bà thì nuôi cho tốt. Nghĩ gì để mà làm. Đừng có đặt vấn đề nặng quá. Mỗi người tự mà phát tâm đi. Những cái gì cần dạy, dạy hết rồi đó. Nên Phật tử khắp nơi nơi ai mà bán gối cúng dường cho 1000 cái gói ôm đi.
Việc làm này là công đức chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mấy bà cụ già mà niệm Phật ngày bốn thờ, tương lai mới về thế giới Cực Lạc làm Phật. Bây giờ giấc ngủ có bình an, mà có cái gói ôm mới ngủ. Con cái vô thấy mẹ mình được mền gói đàng hoàng, mấy vị cũng mền luôn đi. Cái việc này tại sao vị không làm? Cái nhân sinh con người rõ ràng tôi chỉ cho mà làm. Không làm tôi làm á. Tôi làm nhiều quá rồi, bây giờ tôi chỉ cho mà làm. Có phương pháp làm đó, xác thực vô con người luôn. Một ngày niệm Phật bốn thờ, tội nghiệp mấy bà già. Như vậy mua cho bạn cái gói, mua cho bạn cái mền, mua cho bạn cái gói ôm, bị làm hết đi. Để cho các cụ cái giường nó đàng hoàng, gói mền đặc biệt chứ. Còn cái vô nhìn cái trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ Phật pháp mà dễ được độ. Nên cái mền, cái gói là một phương tiện của cuộc sống. Quý vị thấy không? Làm mệt mỏi về cái giường mình nằm xuống cái thấy thích thú vô cùng. Mình tạo cho mình, tạo cho người, phải nghĩ cho các cụ. Phải nghĩ cho các cụ một chút nữa. Ban tổ chức trong chùa đều niệm ấm chăn im. Họ làm việc còn trẻ cụ ơi. Các cụ già bây giờ quạt như nước bắt một phòng hai cây. Rồi bây giờ mà mền gói đồ này kia đồ mình sắp xếp lại nữa. Mong các điểm chùa làm lại hết, sạch sẽ gọn gẽ hết cho các cụ. Nên những đức nêu lên vị Phật tử khắp nơi nơi. Những đức nói quý vị, cuộc đời của người một hơi thở thở ra cũng hít vào, không cầm gì theo được đâu quý vị. Mà những đức thấy các cụ già mình thương. Tại các cụ vô đây ngày niệm Phật bốn thờ cũng ngoan, lên chánh điện tu, đi xuống nhà ăn ăn cơm ngồi đàng hoàng. Già mà được vị là quá đặc biệt rồi. Nên những đức nói với những Phật tử có điều kiện nên phát tâm làm chỗ này. Hay Phật tử nước ngoài rồi đó, nó phát tâm. Nó người thì nói dạ con phát tâm mua gói hết đó thầy. Bây giờ riêng thường trụ thì nhà đức có nói tới cộng tu. Quý vị chuẩn bị cho nhà đức 1200 cái gói. Nằm, ai phát tâm gói nằm, điện thoại con phát tâm gói nằm. Con phát tâm mền, điện thoại con phát tâm mền, 1200 cái. Con phát tâm gói ôm, 1200 cái gói ôm. Gói ôm cái nhiêu đâu, cái cho nó 250. Gói ôm 250 cái đi cũng được lắm rồi đó quý vị. Bữa đó những đức mua gói ôm cho các cháu nhỏ 101, mà nó nhỏ hơn. Bây giờ cái gói ôm này bự hơn, cho 250 đi, nghe không? 1000 cái 250 triệu, nghe không? Rồi 20 cái kia nó thêm 200 cái kia nó thêm 50 triệu nữa, đúng không? Nó là 270 triệu. Nó mà cách đỡ người ta nằm nó từ nào đó. Còn mình không đủ tiền gỡ gì cho thầy cúng dường cho thầy làm. Nó còn nếu mà làm được làm trọn gói văn lại, ai mà giàu mền gói ôm gói ôm gói nằm gói ôm mền ba loại chơi luôn. Một tỷ làm xong thôi, thấy không? Ở cái việc này đối với cái người niệm Phật, người tu, làm đi. Đây mới gọi là đại thí pháp phù hợp, xác thực vào con người luôn. Phật thương chúng sanh, Phật thương chúng sanh, mà chúng sanh tu Phật càng thương, hiểu không? Chúng sanh mà tu thì Phật càng thương. Người già mà mình thương người già, kính lão đắc thọ. Đối với người già mình thương yêu họ, kính lão đắc thọ. Đời như đức đi tu thay đổi số mệnh là nhờ thương người già mà ra đó. Tôi nói thiệt 100% luôn. Đối với con người tôi rất là thương, nói thiệt luôn. Tâm. Nên nguyện tam bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng, ai cũng là người tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc. Khi bỏ báo tăng này, chúng ta đều hẹn gặp ở Cực Lạc Tây Phương. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.